Lành thay đại sĩ, ông nên siêng năng tinh tấn học pháp nên học của chúng đại Bồ Tát, đừng học theo pháp nên học của thanh văn và độc giác. Nếu học như vậy sẽ mau an tọa nơi tòa Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, giống như trước đây Như Lai ứng chánh đẳng giác đã nhận bốn bình bát do tứ thiên vương cúng dường, thì bấy giờ ông cũng sẽ nhận như xưa kia tứ đại thiên vương hộ đời đã dâng cúng bốn bình bát, này tôi cũng dâng cúng. Bí Xô nên biết, đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng phương tiện thiện xảo, thường học pháp nên học của chúng đại Bồ Tát. Thiên đế chúng tôi đều thống lãnh chúng trời của mình đến chỗ vị Bồ Tát ấy để cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen và cùng nhau nói như vậy. Lành thay đại sĩ, ông nên siêng năng tinh tấn học pháp nên học của chúng đại Bồ Tát, đừng học theo pháp nên học của thanh văn và độc giác. Nếu học như vậy, ông sẽ mau an tọa tòa Bồ Đề, có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển diệu pháp luân, độ chúng hữu tình. Bí Xô nên biết, đại Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng phương tiện thiện xảo, thường học pháp nên học của chúng đại Bồ Tát. Diệu thời phần thiên tử, diệu biến hóa thiên tử, diệu tự tại thiên tử đều thống lãnh chúng trời của mình đến chỗ vị Bồ Tát ấy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, tất cả đều nói: lành thay đại sĩ, ông nên siêng năng tinh tấn học pháp nên học của chúng đại Bồ Tát, đừng học theo pháp nên học của thanh văn và độc giác. Nếu học như vậy, ông sẽ mong ngồi tòa Bồ Đề, mau chứng và vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển diệu pháp luân, độ chúng hữu tình. Bí Xô nên biết, đại Bồ Tát ấy hạnh bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng phương tiện thiện xảo, thường học pháp nên học của chúng đại Bồ Tát. Đại Phạm Thiên Vương chủ cõi Khảm Nhẫn thống lãnh chúng Phạm Thiên đến chỗ vị ấy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, nói như vậy: lành thay đại sĩ, ông hãy siêng năng tinh tấn học pháp nên học của chúng đại Bồ Tát, đừng học theo pháp nên học của thanh văn và độc giác. Nếu học như vậy, ông sẽ mau ngồi tòa Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề.